Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 130 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kỷ Linh lập tức đi tới chỗ của nam tử cao lớn và thiếu niên ở phía xa xa đang luyện kiếm. Bộ phong kinh sợ nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Mặc dù hắn luôn ở đây tu luyện kiếm cho nhi tử, thế nhưng bản thân đã là tu sĩ tử phủ, hắn vẫn lưu ý bốn phía. Hắn đã sớm nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ ở bên ngoài vài dặm đang trôi trên dòng sông. Hắn cũng chú ý tới thiếu niên mặc áo bào trắng đang ngồi trên chiếc thuyền uống rượu. Thế nhưng mới rồi, gần như chỉ trong nháy mắt, thiếu niên mặc áo bào màu trắng đã đến trước mặt của hắn. Không có không gian rung động, không phải là xuyên thẳng qua hư không sao? Mặc dù bộ phong chỉ là tu sĩ tử phủ, thế nhưng hắn cũng đến từ đại môn phái. Chỉ bằng vào tốc độ bản thân mà có thể lập tức đến nơi này, mà chung quanh ngay cả gió cũng vẫn chậm chạp như trước. Phần thủ đoạn này cho dù là nguyên thần đạo nhân cũng không thể nào làm được. Ngươi là ai? Thiếu niên rất bẩn kia nhìn Kỳ Linh. Vân Nhi! Bộ phong quát lên, thiếu niên kia bị dọa, lập tức không dám lên tiếng nữa. Kỳ Linh lại nhìn nam tử cao lớn này rồi cười nói. Đừng hoảng hốt, ta chỉ muốn luận bàn một chút kiếm pháp cùng ngươi mà thôi. Sao? Sao kiếm ư? Bộ phong kinh ngạc, đối phương đang nói đùa ư? Ngươi cứ mặc sức mà đến đi. Kỳ Linh phân phó một tiếng, bộ phong cũng không dám cự tuyệt. Chỉ sợ trong nháy mắt là đối phương cũng có thể tiêu diệt được hắn. Lúc này hắn đành phải đè xuống địch ý ở trong lòng. Xin hãy cẩn thận. Trước người của bộ phong lập tức có một thanh trọng kiếm lăng không lơ lửng. Kỷ Linh giơ hai tay ra, trong tay lập tức ngưng tụ ra hai đường trường kiếm. Đây là thứ mà Kỷ Linh mượn lực lượng thiên địa ngưng tụ mà thành. Đến tầng thứ như hắn, thanh kiếm tiện tay ngưng tụ ra cũng cứng cỏi hơn nhiều so với pháp bảo nhân giai bình thường. Thấy một màn như vậy, trong lòng của bộ phong càng phát run nói. Rốt cuộc vị tiền bối này đang chơi trò gì vậy? Hắn không dám do dự, lập tức điều động chân nguyên trong tử phủ. Trọng kiếm siêu một cái đã hóa thành lưu quang, trực tiếp đâm về phía Kỷ Linh. Keng! Hai tay Kỷ Linh cầm kiếm, ngay khi trọng kiếm đâm tới thì kiếm như nước chảy liên tiếp ngăn cản. Cả người Kỷ Linh bị chấn cho bay ngược về phía sau, thậm chí sau khi hạ xuống lại còn lảo đảo. Dường như phụ thân rất là kiêng kỵ người mặc áo màu trắng này, chỉ là tại sao đối phương lại yếu đến như thế? Thiếu niên vô cùng bẩn đang quan sát ở bên cạnh có chút nghi hoặc. Làm sao có thể, làm sao có thể? Bộ phong lại không thể tin được. Xem ra dùng lực lượng hậu thiên để thi triển kiếm pháp đối kháng với phi kiếm pháp bảo của tu sĩ tử phủ, cho dù là ta cũng cố hết sức rồi. Kỷ Linh nhẹ giọng tự nói. Hắn cũng không cố gắng thu liễm thanh âm, thế nhưng tu sĩ tử phủ bộ phong kia vẫn có thể mơ hồ nghe được. Thế nhưng sau khi nghe được, hắn không khỏi líu lưỡi. Mới chỉ dùng lực lượng hậu thiên để chống cự pháp bảo của tu sĩ tử phủ ư? Hậu thiên, tiên thiên, tử phủ, chênh lệch giữa các cấp độ quá xa. Tiếp tục. Kỷ Linh phân phó, bộ phong không dám lãnh đạm, lại tiếp tục công kích đến. Trong lúc nhất thời, thanh trọng kiếm này dưới chân nguyên tử phủ khống chế mãnh liệt vô cùng. Thế nhưng kiếm pháp của Kỷ Linh nhìn thì như đơn giản, nhưng cũng đã tới cấp độ phản pháp quy chân. Thậm chí chỉ cần Kỷ Linh có một ý niệm trong đầu thì bên trên trường kiếm đã ngưng tụ ra được kiếm lực. Nhưng như vậy căn bản cũng không có cách nào đánh được. Kỷ Linh cưỡng ép áp chế tất cả lực lượng, làm cho lực lượng của mình bảo trì ở mức hậu thiên. Như vậy đương nhiên tốc độ cũng sẽ trở nên chậm chạp hơn nhiều. Tốc độ chậm, lực lượng yếu, phải bằng vào cảnh giới kiếm pháp thì mới có thể ngăn cản được. May mà đối phương chỉ là một tu sĩ tử phủ, cảnh giới kiếm pháp so với Kỷ Linh không biết thấp hơn bao nhiêu lần. Không nghĩ tới ta chỉ đột nhiên sinh ra một suy nghĩ như vậy, ai nghĩ lại giao chiến thật như vậy. Cho tới bây giờ Kỷ Linh cũng chưa từng hưởng thụ qua loại tư vị này. Hắn giữ ở cấp độ hậu thiên, tốc độ, lực lượng từ trọng kiếm của đối phương đều hoàn toàn nghiền áp, bức bách hắn không ngừng đào móc ra ảo diệu của kiếm pháp. Hắn đã có cảm nhận như sắp tiến bộ, rõ ràng hắn đã tìm đúng con đường. Dọc theo con đường này, có lẽ bản thân hắn có thể đột phá bình cảnh lúc này đây, đạt tới cảnh giới kiếm pháp rất cao. Thật là lợi hại,
Không ngờ kiếm pháp lại thần kỳ như vậy, chuyện này quả thực là không có khả năng. Bộ Phong cũng liều mạng lấy ra kiếm pháp lợi hại nhất của mình. Thậm chí Bộ Phong còn đem một ít phi kiếm cổ quái kỳ lạ quý hiếm ra để dùng. Thế nhưng làm như vậy thì vị thiếu niên mặc áo bào màu trắng thần bí ở trước mắt này sẽ lại thi triển ra càng nhiều kiếm thuật lợi hại hơn nữa. Kiếm thuật của thiếu niên mặc áo bào trắng này cũng đã mở ra một mảnh thiên địa mới ở trước mặt của Bộ Phong. Lần đầu tiên hắn biết rõ thì ra kiếm thuật còn có thể dùng như vậy. Cũng may mà Kỳ Linh giữ vững lực lượng và tốc độ hậu thiên, cho nên kiếm pháp thi triển ra, vị tu sĩ tử phủ này mới có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch được. Chỉ là cho dù thấy rõ, hắn vẫn cảm nhận huyền diệu khó dò như trước. Mặc dù chỉ là một kiếm chiêu đơn giản, thế nhưng Bộ Phong trong lúc công kích lại đồng thời không ngừng đau khổ cân nhắc. Hắn vẫn có cảm nhận tựa như sương mù khó có thể dò ra được. Mặc dù vậy, hắn cũng đã cảm nhận được cảnh giới kiếm pháp của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Kỳ ngộ, đại kỳ ngộ, Bộ Phong ta bị ép mang theo nhi tử chạy thoát đi, thế nhưng không ngờ lại có kỳ ngộ bậc này. Kiếm đạo, ta hoàn toàn có thể đi theo con đường kiếm đạo, cảnh giới của ta có thể tăng lên rất cao. Rất nhanh thôi, ta sẽ có thể trở thành chân nhân vạn tượng, thậm chí ngay cả nguyên thần đạo nhân kia. Ta cũng có thể trở về, cứu nữ nhân của ta trở về, đồng thời... Trong lòng của Bộ Phong cuồng hỉ, tiếp đó hắn lập tức áp chế những ý niệm cuồng hỉ trong lòng kia. Hắn cố gắng đối phó với Kỳ Linh, đồng thời dốc sức liều mạng ghi nhớ một ít kiếm chiêu của Kỳ Linh. Cho dù Kỳ Linh bởi vì tình huống khác biệt mà thiên mã hành không, tùy ý thi triển chiêu thức, thế nhưng những chiêu thức này vẫn vô cùng tinh diệu. Kỳ Linh vốn là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, đã sớm đại thành kiếm đạo, hiện tại hắn lại dùng ngũ bảo kiếm thuật siêu việt cực hạn kiếm đạo làm căn bản, lại tìm hiểu ảo diệu của kiếm thuật, mặc dù rất nhỏ thế nhưng cũng đủ để làm cho đối phương nhận ra được lợi ích vô cùng. Có lẽ đây mới là căn bản của kiếm đạo, vứt bỏ tất cả lực lượng như tâm lực, kiếm lực ra bên ngoài, khi đó mới có thể tìm được căn bản của nó. Ngũ bảo kiếm thuật chính là một môn kiếm thuật trực chỉ căn bản chính thức. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi ta sẽ đi trong tam giới so kiếm với một số người trong tam giới này. Trong lòng Kỳ Linh đã có chỗ hiểu ra, lúc này hắn mới làm ra quyết định như vậy. Bộ Phong và Kỳ Linh giao thủ một ngày một đêm, Cửu Nha Thiên Thần thì thi triển thủ đoạn hoàn toàn ngăn cách chung quanh lại, khiến cho các phạm nhân trong thôn xóm không nhìn ra được trận giao thủ này. Người có thể ở bên cạnh đứng ngoài quan sát trận chiến này cũng chỉ có Cửu Nha Thiên Thần và thiếu niên vô cùng bẩn thỉu kia mà thôi. Hộc hộc hộc. Sắc mặt của Bộ Phong trở nên trắng bệch, hắn cố gắng kiệt lực thi triển kiếm thuật, cho nên chân nguyên tử phủ đã sớm hết sạch. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào linh đan để bổ sung. Hiện tại linh đan của hắn rốt cuộc cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ, linh đan thì tính là cái gì chứ? Có thể giao thủ cùng với một vị tồn tại thần bí này mới là đại vận của hắn. Hắn khát vọng có thể giao thủ lâu hơn nữa. Tốt rồi, chúng ta có thể ngừng lại. Kỳ Linh mở miệng, hắn cũng cảm giác được rõ ràng công kích của đối phương đã trở nên yếu đi. Hiển nhiên chân nguyên đã tiêu hao hết, Bộ Phong chỉ có thể dừng lại mà thôi. Đây là một ít linh đan có thể bổ sung cho chân nguyên của ngươi. Kỳ Linh ném ra một lọ linh đan, Bộ Phong tiếp lấy. Sau khi tra xét một chút, hắn lập tức kinh hỉ, kích động không thôi. Trời ạ, chỉ sợ dù là nguyên thần đạo nhân cũng không cầm ra được nhiều linh đan như vậy. Chỉ là hắn cũng không biết đây là chiến lợi phẩm mà Kỳ Linh trắng trợn tàn sát vô số tiên ma trong chiến tranh giới vực mà lấy được. Lúc ấy số lượng tán tiên bị hắn giết rất nhiều, một kiếm cũng là 10 vạn tán tiên. Với mỗi một tán tiên lúc chiến tranh đều mang theo một lượng lớn tiên đan linh dược. Kỳ Linh tùy ý xuất ra một lọ, cũng là hàng tàng trữ của những tán tiên kia. Đối với tu sĩ tử phủ nho nhỏ như Bộ Phong mà nói, đương nhiên là kinh hỉ rất lớn. Tiền bối, ta có thể tái chiến rồi. Bộ Phong nói. Được rồi. Kỳ Linh cười nói. Kiểu nha, chúng ta đi thôi. Vâng, phù chú. Cửu Nha Thiên Thần cung kính nói. Xoát một cái, thiếu niên mặc áo bào màu trắng này và lão bọc đầu hói cứ như vậy biến mất không thấy nữa. Chuyện này Bộ Phong kích động vạn phần. Một lọ đan dược này chỉ sợ có thể so sánh với toàn bộ bảo vật của nguyên thần đạo nhân mà những kiếm pháp huyền diệu vô cùng hắn đã ghi nhớ kia. Những thứ này có thể trở thành ngọn hải đăng trên con đường tu tiên của hắn, làm cho hắn có thể đi xa hơn, cũng có thể thực hiện được khát vọng trong lòng hắn. Phụ thân,
thiếu niên vô cùng bẩn thỉu kia ở bên cạnh nhìn qua Bộ Phong. Đi về nhà, tranh thủ thời gian về nhà. Bộ Phong nói. Lúc này hắn kéo tay Nhi Tử về trong phòng nhà mình ở trong thôn xóm, lập tức đem một lượng lớn kiếm pháp giao chiến trước đó ghi nhớ lại. Hắn sợ mình sẽ quên mất. Đoạn thời gian về sau, Bộ Phong dạy bảo Nhi Tử tìm hiểu kiếm pháp, càng về sau càng bước vào cánh cửa kiếm đạo. 16 năm sau đó, Bộ Phong trở về môn phái lúc trước, lúc này hắn cũng đã là cao thủ của kiếm đạo. Trên chiếc thuyền gỗ trên sông, phù chú, người đã thi triển ra ngũ bảo kiếm thuật do đệ nhất kiếm tiên trong tam giới sáng chế ra, kiếm pháp siêu việt cực hạn thiên đạo. Cho dù chỉ có một chút, thế nhưng đối với tu sĩ tử phủ kia mà nói cũng đã là vận khí lớn lao rồi. Cửu Nha Thiên Thần nói, hắn đã từng quan sát ngũ bảo kiếm thuật. Ngũ bảo kiếm thuật ẩn chứa uy áp mà ngay cả đám người thiên tiên cũng không gánh được, mà một ít chiêu thức giải rác, chỉ cần là chiêu thức thì cũng khó mà hiểu nổi. Thế nhưng Kỳ Linh lại tự mình thi triển, lại luận bàn cùng với Bộ Phong. Lúc này Bộ Phong mới có thể chính thức hiểu rõ được những chiêu thức kia lợi hại. Đương nhiên hắn lại càng dễ tìm hiểu hơn trước. Ta cũng có cảm ngộ mà, Kỳ Linh cười nói. Kỳ thực lúc giao thủ cùng với Bộ Phong nửa canh giờ, tất cả thủ đoạn của Bộ Phong Kỳ Linh đều có thể phá giải. Sở dĩ hắn giao chiến trọn vẹn một ngày một đêm cũng là bởi vì bản thân Kỳ Linh đang không ngừng thử nghiệm mà cảm ngộ. Bên ngoài 3.000 dặm có một tu sĩ tử phủ có chút am hiểu kiếm pháp, mau mau đi. Tâm lực của Kỳ Linh quét qua, lập tức phát hiện ra bên ngoài 3.000 dặm đang có một gã tu sĩ tử phủ đang tu luyện phi kiếm chi thuật có chút bất phàm. Bên trên một ngọn núi, một nữ tử mặc áo xám, trên mặt có vết sẹo đang đứng, đang điều khiển phi kiếm của mình. Bỗng nhiên bên cạnh nàng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một thiếu niên mặc y phục màu trắng cùng với một lão bộc hói đầu. Ồ, nữ tử mặc áo xám có vết sẹo này sợ tới mức nhảy lên, sau đó lập tức cung kính nói, xin bái kiến tiền bối. Người dùng phi kiếm, dùng hết toàn lực công kích ta đi. Thiếu niên mặc áo bào màu trắng mở miệng. Sao? Nữ tử mặc áo bào xám có vết sẹo này khẽ giật mình. Thiếu niên thần bí này thực sự quá kỳ quái. Bất quá nàng cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của đối phương, cho nên lúc này đã bắt đầu động thủ. Thời gian trôi qua từng ngày, thần vương thống lĩnh trận doanh của Vô Gian Môn ngẫu nhiên dò xét, ngẫu nhiên tìm hiểu, cứ như vậy truy tung tung tích của Kỳ Linh chừng nửa tháng. Rốt cuộc thần vương cũng đã không còn kiên nhẫn được nữa. Dù sao đối với thần vương mà nói, Kỳ Linh cũng không tính là một uy hiếp gì quá lớn, chỉ là phiền toái nho nhỏ mà thôi. Phóng mắt ra khắp tam giới, người chân chính có uy hiếp chí mạng đối với Vô Gian Môn vẫn là đám người chân thần đạo tổ của trận doanh nữ hoa. Cho nên hắn đã làm ra rất nhiều chuẩn bị vì trận chiến cuối cùng này. Không ngờ Kỳ Linh này lại đang tỉ thí cùng với một ít tu tiên giả nhỏ yếu. Cứ luyện kiếm như vậy sao? Thật sự là nực cười. Cho dù có chỗ lĩnh ngộ, thế nhưng có thể lợi hại được tới đâu cơ chứ? Thần vương cũng không muốn dò xét tiếp nữa. Giám thị Kỳ Linh, một khi hắn ta dám đánh lén Vô Gian Môn chúng ta, như vậy lập tức báo lại cho ta. Sau khi thần vương hạ mệnh lệnh, hắn cũng không quan tâm tới Kỳ Linh nữa, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi suy nghĩ. Ngày từng ngày trôi qua, một tháng rồi lại một năm, Kỳ Linh hành tẩu tam giới. Tu sĩ tử phủ ở tầng chót cùng với vạn tượng chân nhân tuy rằng rất yếu, thế nhưng ở địa vực khác nhau cũng sẽ xuất hiện phong cách chiến đấu khác nhau, đặc biệt là hàng ấp tiểu thế giới. Phong cách chiến đấu khác biệt càng thêm rõ ràng, thậm chí còn có một ít kiếm pháp khiến cho ngay cả Kỳ Linh cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi, thán phục không thôi. Vô số phong cách chiến đấu, Kỳ Linh giao chiến với bọn họ, tất cả đều từ bỏ pháp lực, tâm lực, kiếm lực, chỉ dùng lực lượng hậu thiên để đối phó với tu sĩ tử phủ, hoặc là dùng lực lượng tiên thiên để đối phó với vạn tượng chân nhân. Chuyện này khiến cho Kỳ Linh đối với ngũ bảo kiếm thuật đã có thêm không ít cảm ngộ. Vô số phân thân của hắn cũng đang tìm hiểu suy diễn, tiếp đó ở trong chiến đấu hấp thu được đủ tinh hoa của kiếm thuật. 9 năm sau và một ngày. Đây là một tiểu thế giới phong cảnh ưu mỹ, tiểu thế giới này rất là vắng vẻ. Ở trong tam giới cũng họa huần lắm mới có tiên ma đi ngang qua nơi đây. Kỳ Linh cũng bởi vì hành tẩu tam giới cho nên mới đi đến nơi này. Chỉ là số người ở nơi đây lại nhiều vô số, so với địa cầu của Kỳ Linh kiếp trước cũng không kém là bao. Thực lực của cường giả nơi đây chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp và truyền thuyết cấp. Kỳ thực, nói đơn giản, cũng chỉ so với hậu thiên, tiên thiên, tử phủ cùng với vạn tượng mà thôi.
Công pháp tu luyện ở nơi đây rất là đơn sơ, phàm có thể tu luyện tới truyền thuyết cấp, luận cảnh giới ngộ đạo đã không thua kém nguyên thần đạo nhân ở đại hạ thế giới một chút nào, thậm chí còn có một ít tồn tại truyền thuyết cấp đã lĩnh ngộ một đại đạo nguyên vẹn. Chính là bởi vì cảnh giới đạo rất cao, cho nên mới có thể bằng vào công pháp đơn sơ tu luyện được tới cấp độ vạn tượng. Tại Luyện Kiếm Sơn Trang, đây là một thánh địa ở trong tiểu thế giới này. Trang chủ của Luyện Kiếm Sơn Trang cũng được tôn xưng là kiếm thánh, là tồn tại cấp truyền thuyết cấp. Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ tổng cộng có 3 vị tồn tại truyền thuyết cấp mà thôi, mà vị kiếm thánh này lại được công nhận là người đứng đầu. Sư phụ, 13 tên đệ tử cung kính đứng ở đó. Phía trước có một trung niên ăn mặc mộc mạc đang khoanh chân ngồi ở đó. Người trung niên này là kiếm thánh, là cường giả đệ nhất thiên hạ. 13 vị đệ tử này là môn hạ của kiếm thánh, là 13 vị bên trong thập ngũ thiên kiếm. Lão Lục, người tới trước đi. Kiếm thánh nói. Vâng, thưa sư phụ. Lục đệ tử cung kính nói. Đúng vào lúc này, xoẹt xoẹt, bên cạnh xuất hiện một gã thiếu niên mặc áo bào màu trắng cùng với một lão bọc đầu hói. Kiếm thánh bởi vì vừa vặn đối mặt với phương hướng kia, cho nên lại là người thứ nhất phát hiện ra hai người đột nhiên xuất hiện này. Chuyện này khiến cho tên kiếm thánh này lập tức biến sắc. Làm sao có thể lặng lẽ tới gần ta không một tiếng động trong vòng trăm trượng được cơ chứ, mà ta vẫn không có phát hiện ra được một chút nào vậy? Sắc mặt của kiếm thánh đại biến, khiến cho 13 vị đệ tử kia cũng theo ánh mắt của kiếm thánh mà nhìn lại. Bọn hắn cũng lập tức nhìn thấy hai người thiếu niên và lão bộc kia. Bọn hắn cũng cả kinh, tuy rằng giật mình, thế nhưng cũng không hoảng hốt gì, bởi vì kiếm thánh đã là đệ nhất thiên hạ, chuyện này đã được công nhận. Trong thiên hạ hoàn toàn không có một ai có thể địch nổi sư phụ bọn hắn. Lập tức tên lục đệ tử kia quát lên. Đây là cấm địa của Luyện Kiếm Sơn Trang, hai người các ngươi hãy nhanh chóng xưng tên ra đi. Ở thế giới này, ta nghe nói thực lực của ngươi là mạnh nhất rồi, kiếm pháp cũng cao nhất đúng không? Thiếu niên mặc áo bào trắng kia lại nhìn về phía kiếm thánh rồi nói. Ngươi xuất kiếm đi, dùng kiếm pháp mạnh nhất đấy. Này tên kia, ngươi không nghe thấy ta nói gì hay sao? 13 tên đệ tử kia đều nổi giận. Cửu Nha Thiên Thần lại nhìn qua nói khẽ. Ngủ đi, ngủ đi. Đong đong đong, tất cả 13 tên đệ tử đều ngã xuống ngủ say. Một màn này lại khiến cho kiếm thánh hoàn toàn rung động. 13 tên đệ tử này của hắn cũng có hơn phân nửa đều là thiên cấp, vậy mà tất cả lại lập tức ngủ say rồi ngã xuống. Phần thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng được. Nếu là ở đại hạ thế giới thì sẽ không phiền toái như vậy. Kỳ Linh lắc đầu, đồng thời phóng ra uy áp của mình. Tên kiếm thánh này lập tức cảm giác được mình như là một con kiến đang ở trong biển lớn ngập trời, yếu ớt vô cùng. Thậm chí hắn còn cảm giác được toàn thân ở dưới áp lực vô hình, đang không thể động đậy được. Lúc này Kỳ Linh mới thu uy áp trở về thân thể, không biểu hiện ra thủ đoạn. Đây đã là thói quen của kiếm thánh đệ nhất thiên hạ này. Nếu như không để cho đối phương nhận thức được sự chênh lệch thì nhất định đối phương sẽ không ra tay. Nếu là ở đại thế giới, chỉ sợ đối phương đã sớm cung kính gọi một tiếng tiền bối rồi. Ra tay đi, Kỳ Linh nói. Thực lực của vị tiền bối này quả thật rất cao minh. Mộc Thông ta tung hoành thiên hạ ngàn niên, vốn cho rằng chính là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng hiện tại xem ra quả thực là ếch ngồi đáy giếng rồi. Kiếm thánh nhìn Kỳ Linh nói. Nhiều năm qua ta đã sáng chế ra 99 kiếm, kính xin tiền bối chỉ giáo cho. Tuy rằng hắn đã hiểu rõ chênh lệch, thế nhưng bản thân lại có ngạo khí đệ nhất thiên hạ nhiều năm, hắn vẫn muốn thông qua kiếm pháp để chứng minh bản thân mình. Một lát sau. Làm sao có thể, chuyện này... Hắn hoàn toàn buông lỏng. Chỉ là lực lượng và tốc độ địa cấp, sao lại có thể ngăn cản kiếm pháp của ta được chứ? Kiếm thánh đã hoàn toàn ngốc trệ. Thứ hắn tự ngạo nhất chính là kiếm pháp. Thế nhưng so với người trước mặt này mà nói, kiếm pháp nhìn như thì bình thường của người trước mặt này, lại có thể mỗi một chiêu một thức đều khiến cho hắn không nghĩ ra được. Hắn căn bản không rõ, lúc trước suy tư hắn đã nghĩ ra đủ loại cảm ngộ, chỉ cần trong lúc giao thủ ngắn ngủi thì trong lòng đã cảm ngộ ra được một ít kiếm pháp, so với 99 kiếm trước đó cân nhắc nhiều năm còn lợi hại hơn rất nhiều. Tuy rằng kiếm thánh này là người của tiểu thế giới, thế nhưng quả thực thực lực cũng không tệ, đã lĩnh ngộ một đại đạo, ngay cả đại đạo kiếm đạo cũng đã bước tới cánh cửa nhập môn rồi. Đây là người có kiếm pháp lợi hại nhất trong đám người vạn tượng chân nhân mà ta đã chọn. Kỳ Linh cũng rất cẩn thận, hắn dùng lực lượng tiên thiên để đối chiến với vạn tượng chân nhân. Về phần kiếm pháp của vạn tượng chân nhân,
Đương nhiên Kỳ Linh sẽ chọn người mạnh nhất. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn lựa chọn được một vị ở trong cấp độ vạn tượng đã có cảm ngộ được một đầu thiên đạo. Xoẹt 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 xoẹt, chỉ thấy kiếm pháp của Kỳ Linh giống như hình thành một cái lỗ đen, mặc cho kiếm pháp của kiếm thánh điên cuồng tới đâu cũng đều bị cái lỗ đen này hoàn toàn thôn phệ. Rốt cuộc kiếm chiêu phòng thủ của ta cũng đã có hình thức ban đầu rồi. Trong lòng Kỳ Linh sinh ra sự vui vẻ. Trong quá trình sau kiếm nhiều năm, nhận thức đối với kiếm đạo của hắn lại càng sâu, thậm chí còn đã mơ hồ hiểu rõ con đường tương lai của mình. Trong lòng đã mơ hồ có hình dáng của một kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia. Hiện tại Kỳ Linh thấy có lẽ có thể chia ra làm 5 thức. Đương nhiên 5 thức này còn chưa có sáng chế ra được. Giờ phút này giao thủ cùng với vị kiếm thánh, rốt cuộc Kỳ Linh mới đem được một thức trong 5 thức này suy nghĩ ra hình thức ban đầu. Thiên giới trong tam giới lúc này ở trong Đông Phương Đạo Cung đang rất là náo nhiệt. Đám đại năng giả đang tụ tập ở nơi đây, ngay cả Như Lai Phật Tổ A Di Đà của Phật môn cũng tới chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu Đông Hoa, rốt cục người cũng đã đột phá tới một bước này rồi, chúc mừng, chúc mừng. Đông Hoa ngươi cũng đã đột phá rồi, ta đã chờ đợi ngày này từ lúc thượng cổ cho tới bây giờ rồi. Lúc này đạo cung rất là náo nhiệt. Hôm nay nhân vật chính ở trong đạo cung không phải là Tam Thanh đạo nhân, mà là Lữ Tổ Lữ Động Tân, luôn được ký thác hy vọng trọng đại ở trong đạo môn. Bởi vì vài ngày trước đây Lữ Động Tân ngao du hỗn độn, khi Lữ Động Tân từ trong hỗn độn trở về, không ngờ đã đột phá đến cấp độ đạo tổ. Hơn nữa động tĩnh lúc Lữ Động Tân trở về cũng khá lớn, khiến cho cơ hồ tất cả đại năng giả của tam giới đều biết được. Phục Hy, Phục Hy à, rất lâu rồi chúng ta không gặp. Những đại năng giả này túm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Có một ít người là bản tôn tự mình tới, có một chút thì là hóa thân tới. Bồ Đề, Phục Hy. Ở trong đạo cung, Phục Hy thị và Bồ Đề gặp nhau. Bồ Đề thì phái bản tôn đến, mà Phục Hy thị thì mới chỉ phái hóa thân chạy tới mà thôi. Lần này Đông Hoa từ trong hỗn độn trở về, động tĩnh cũng không nhỏ, xem như đã gặp kỳ ngộ không nhỏ rồi. Phục Hy thị cười nói, hơn nữa từ cái động tĩnh kia xem ra Đông Hoa cũng đã tu luyện thái cực chi lực tới tầng thứ 5. Khó lường, khó lường, quả nhiên là khó lường mà. Dùng hai mạch Phật đạo dung hợp vào một thân, lòng tham của Đông Hoa quá lớn rồi. Bồ Đề cũng có chút cảm khái, đâu chỉ có dã tâm quá lớn đâu, Đông Hoa là kiếp trước của hắn, kiếp này là Lữ Động Tân, cảnh giới đều cực cao, thế nhưng lại không thể đột phá được. Lần này gặp kỳ ngộ trong hỗn độn, lại một lần hành động đột phá giới hạn, Phật đạo hợp nhất, thái cực gia trì, cho nên tuy rằng vừa mới đột phá, thế nhưng ở trong đám chân thần đạo tổ lại có thực lực cao nhất rồi, khó trách trước đó đám người Tam Thanh, Tiêu Dao lại coi trọng hắn như vậy. Phục Hy thị cũng gật đầu, bọn họ cũng cảm thán không thôi, thực lực của chân thần đạo tổ cũng mơ hồ phân chia thành 3 cấp độ. Tầng thứ nhất là cấp độ chân thần đạo tổ bình thường, hơn nữa hơn phân nửa là tầng thứ chân thần đạo tổ này, nếu như không có đột phá mang tính căn bản sẽ rất khó có tiến bộ thêm một chút nào. Tầng thứ hai là đạt tới cấp độ trình độ cao nhất như Ngũ Đế nhân tộc, Tiêu Dao đạo tổ, Hình Thiên chiến thần thượng cổ vậy, thực lực của cả đám đặc biệt mạnh mẽ, tất cả đều thuộc về tầng thứ này. Tầng thứ ba chính là cấp độ cứng đầu, như là người đứng đầu đạo môn Phật môn Tam Đại Nhân Hoàng vậy. Kỳ thực người như Bồ Đề, Nguyên Lão Nhân, Hậu Nghệ đều có thực lực mơ hồ, thực lực so với đám người Hình Thiên chiến thần còn lợi hại hơn, bình thường đều được cho rằng tới rất gần người đứng đầu đạo môn Phật môn. Về phần thực sự có thể đánh đồng hay không thì khó có thể nói được. Mà Lã Động Tân một thân dung hợp hai đại đạo Phật môn thái cực chi lực bước vào tầng thứ 5, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối thuộc về cấp độ đạo tổ trình độ cao nhất. Loại này vừa đột phá đã cực kỳ lợi hại, ở trong lịch sử cũng đã có. Giống như Hình Thiên, giống như Hậu Nghệ sẽ càng thêm khoa trương hơn. Như U Đô, bởi vì lúc còn là thiên thần đã tu luyện thập nhị đô thiên thần ma, cho nên sau khi đạt tới tầng thứ 2, 12 phân thân của hắn đều có thể sánh ngang với bản tôn. Đợi đến lúc hắn đột phá trở thành chân thần, ỷ vào 12 cỗ phân thân kết hợp lại với nhau cũng trở thành cấp độ đạo tổ có trình độ cao nhất. Bên trận doanh Nữ Hoa có, bên Vô Gian Môn kia cũng có. Tâm lực của tên đồ đệ kia của ngươi cũng rất là cao minh, Phục Hy thị nói. Nếu như hắn có thể khiến cho tâm lực đột phá đạt tới tầng thứ 5,
Như vậy cũng chính là đặt tới thực lực của đạo tổ trình độ cao nhất rồi. Không phải dễ dàng đột phá như vậy đâu. Dù sao Đông Hoa cũng có tích lũy hùng hậu, nếu không phải hắn đồng thời kiêm tu quá nhiều, ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ sợ cũng đã sớm trở thành đạo tổ rồi. Chỉ là giá tâm của Đông Hoa quá lớn, cho nên đến hôm nay mới có thể đột phá được. Bồ Đề lắc đầu nói, mà thời gian Kỳ Linh tu luyện quá ngắn, tâm lực muốn đạt tới tầng thứ 5 quá khó khăn. Kỳ thực ta vẫn cho rằng thiên phú trên kiếm đạo của nó rất cao, cho tới bây giờ ta vẫn cho là như vậy. Dù sao so sánh với kiếm đạo, tâm lực nhất đạo quá mức hư vô mờ mịt. Phục Hy Thị cũng gật đầu đồng ý. Hiện tại kiếm đạo của hắn như thế nào rồi? Vẫn còn đang tích lũy thôi, Bồ Đề nói. Vậy sao? Đây là trận pháp mà ta đã đồng ý đưa cho Kỳ Linh. Phục Hy Thị khẽ đảo tay, đưa ra thẻ tre rồi nói, lần này tới đây cũng là thuận đường đưa cho ngươi luôn. Lữ tổ đột phá, tự nhiên bên phía Vô Gian Môn cũng sẽ hiểu, bọn họ cũng thầm hận không thôi. Trận doanh Nữ Hoa lại thêm một cường viện, kỳ thực bọn hắn đã sớm muốn diệt trừ Lữ Động Tân rồi. Thế nhưng Lữ Động Tân lại là thiên thần chân tiên được đạo môn coi trọng nhất. Ai cũng hiểu rõ, người tu luyện như Lữ Động Tân một khi đột phá nhất định sẽ là khó lường, đã sớm trở thành bảo bối của đạo môn rồi. Lữ Động Tân cũng không giống như Kỳ Linh tự mình tìm chết, cho nên bên phía Vô Gian Môn cũng vẫn không có biện pháp làm gì. Đột phá trước khi hạo kiếp tới, quả nhiên Lữ Động Tân này là một uy hiếp mà. Chỉ có điều cuối cùng nếu như muốn phân sinh tử, như vậy vẫn phải chờ tới trận quyết chiến cuối cùng rồi. Thần Vương tức giận không thôi, thế nhưng hắn vẫn còn rất chấn định. Dù sao hai trận doanh chiến tranh, có thêm một đạo tổ đặt tới trình độ cao nhất, phạm vi ảnh hưởng vẫn còn có thể khống chế được. Nếu như nhiều thêm một người có cấp độ cứng đầu đạo môn, như vậy hắn mới có thể chính thức kinh sợ mà nổi giận. Còn về phần Kỳ Linh Ngư, Thần Vương đã sớm ném Kỳ Linh ra sau đầu rồi. Từ động tính hiện tại của Kỳ Linh xem ra, có lẽ người này đang một lòng đi luyện kiếm, căn bản không có ý định đánh lén Vô Gian Môn của hắn nữa. Kỳ Linh này cuối cùng cũng đã có kinh nghiệm. Một vị đạo tổ mới sinh ra đời chủ yếu lan truyền giữa các đại năng giả với nhau, ngay cả thiên thần chân tiên cũng có một số rất ít mới biết được. Bởi vì Kỳ Linh một lòng luyện kiếm, cho nên Bồ Đề cũng không có nói cho Kỳ Linh biết. Thậm chí hắn cũng không vội vã đem đại trận mà Phục Hy sáng chế đưa cho Kỳ Linh. Đại trận bậc này muốn học cũng nhanh. Hiện tại đồ nhi này của ta đang hành tẩu tam giới, luyện kiếm thiên hạ tựa như điên cuồng vậy. Vẫn không nên quấy nhiễu thì tốt hơn, chờ sau khi nó tu luyện thành công truyền thụ lại cũng không muốn. Bồ Đề nhìn nhận vô cùng chuẩn. Hiện tại quả thực Kỳ Linh đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Kiếm đạo của hắn đại thành, thế nhưng chỉ có thể coi là sợ đến cửa của tầng thứ nhất kiếm lực. Tầng thứ hai kiếm lực mới chính thức được coi là bắt đầu tiến vào một phiến thiên địa mới. Kiếm chính thức Kỳ Linh cũng chỉ mới bắt đầu chạm đến. Từ lúc Kỳ Linh hành tẩu tam giới, không ngừng luyện kiếm, so kiếm, đối với con đường của mình, hắn lại càng thêm hiểu rõ thấu triệt. Thậm chí còn đem tất cả ảo diệu của kiếm pháp dung luyện thành năm thức, dựa theo nhận định ban đầu của Kỳ Linh. Tất cả kiếm chiêu trong thiên hạ, thậm chí là ngũ bảo kiếm thuật, tất cả đều có thể phân biệt dung luyện trở thành năm thức. Kỳ Linh ta sáng chế ra môn kiếm thuật này, như vậy gọi là minh nguyệt kiếm thuật đi. Năm tháng vô tận sau này, ta phải không ngừng hoàn thiện năm thức này. Đây là suy nghĩ trong lòng của Kỳ Linh. Năm kiếm này bao hàm toàn bộ ảo diệu của tất cả kiếm pháp bên trong tam giới. Kỳ thực kiếm pháp nói đơn giản thì cũng đơn giản. Kiếm chiêu cơ bản nhất chính là bổ, đâm, chọc, quét, chém, điểm, xoắn, sụp đổ, khung, gãy, treo, cắt. Nói phức tạp thì cũng phức tạp. Từ 1 có thể sinh ra 2, từ 2 có thể sinh ra 3, từ 3 có thể sinh ra vạn vật. 13 kiếm chiêu cơ bản này cũng có thể diễn biến thành kiếm pháp vô cùng vô tận. Kỳ Linh dựa theo phương pháp phân chia của chính mình, phân nó thành 5 thức. Nói là 5 thức, nghiêm khắc mà nói chính là 5 đại kiếm ý, là 5 tầng. Năm thứ 15 Kỳ Linh luyện kiếm. Hãy cẩn thận. Một thần ma cấp độ nguyên thần gầm nhẹ một tiếng rồi phóng tới chỗ của Kỳ Linh. Kỳ Linh sử dụng lực lượng của cấp độ tử phủ, hai tay phân biệt nắm một thanh kiếm. Một kiếm đánh ra giống như hình thành một lỗ đen vậy, làm cho lực lượng ngập trời, lực lượng điên cuồng của đối phương phải suy yếu đi. Mặc cho đối phương công kích nhanh hơn nữa thì cũng rất khó có thể thoát khỏi. Phanh! Thần ma kia lại bị lực lượng của chính bản thân mình kéo lại,
không kìm lòng được mà phải lảo đảo một cái. Minh Nguyệt ngũ thức, không nghĩ tới lại là một thức này có hình thức ban đầu trước. Như vậy thức này gọi là duy tâm đi. Kỷ Linh khẽ gật đầu một cái. Minh Nguyệt kiếm thuật, dùng tên của nữ nhi Kỷ Linh để đặt tên, đại biểu cho người quan trọng, đồng thời cũng là người Kỷ Linh muốn thủ hộ nhất. Minh Nguyệt ngũ thức, duy tâm thức là một kiếm pháp phòng thủ, đại biểu cho vận dụng ý cảnh cực hạn từ kiếm pháp phòng thủ của Kỷ Linh. Một kiếm đánh ra tựa như hình thành lỗ đen, khiến cho công kích của kẻ địch rơi vào trong đó. Đương nhiên hiện tại kiếm pháp này vẫn còn rất đơn sơ, cũng đã xem như kiếm pháp lợi hại nhất của Kỷ Linh rồi. Lúc này Kỷ Linh đã vô thanh vô tức đạt đến kiếm lực tầng thứ 3. Thế nhưng đối với chuyện này Kỷ Linh cũng không có để ý. Trong lòng hắn chỉ có Minh Nguyệt kiếm thuật. Bộ kiếm pháp này mới chính là kết tinh tâm huyết của hắn, mới chính là căn bản của tất cả kiếm pháp của hắn. Khi nào có thể sáng chế ra tất cả ngũ thức, khi đó Kỷ Linh mới có thể dừng lại. Ồ, cuối cùng cũng đã bắt được Đông Quần Chân Tiên rồi hay sao? Kỷ Linh bỗng nhiên nhếch miệng cười, nở nụ cười vui vẻ. Ở bên trong hỗn độn vô tận, ở chỗ sâu trong một hạp cốc tràn ngập hàn khí, bên trong tấm bia đá bị đóng băng, ở trong thế giới lao ngục, tám cánh hoa sen hướng xuống phía dưới, bản thân thì lơ lửng treo trên bầu trời cao cao. Bát đại chân hỏa che trời phủ đất, hoàn toàn bao phủ pháp bảo hình dáng như là cái chén bên dưới, đồng thời cũng không ngừng thiêu đốt. Bên ngoài trận pháp cấm chế có một người thiếu niên mặc áo bào trắng đang nhắm mắt suy tư kiếm thuật, chỉ là vẫn một mực duy trì đưa vào một chút pháp lực. Mặc dù đối phương chỉ là thuần dương chân tiên, nhưng đó là thuần dương chân tiên đệ nhất đẳng, thực lực có thể sánh ngang với đạo tổ bên phía tam giới. Đối phương trốn ở bên trong pháp bảo hình dáng như cái chén kia, không ngừng đưa vào pháp lực để chống cự với bát đại chân hỏa đang thiêu đốt, thế nhưng lại có thể đơn giản chèo chống được những 15 năm. Được rồi, ta nhận thua. Rốt cuộc ở bên trong pháp bảo hình dáng như cái chén cũng truyền đến thanh âm không cam lòng, xấu hổ và giận dữ của Đông Quần Chân Tiên. Bởi vì pháp lực của hắn, ngay cả đan dược cũng đã tiêu hao hầu như không còn, tối đa cũng chỉ có thể kháng cự thêm 3 ngày nữa mà thôi. Kỷ Linh vung tay lên, đóa hoa sen tám cánh đang hướng xuống dưới kia lập tức thu về chân hỏa ngập trời, sau khi thu nhỏ lại lập tức bay về tới trong tay của Kỷ Linh. Đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà, biết rất rõ mà còn rông dài, cuối cùng chỉ có con đường bại vong và vẫn dám chống cự với ta cho tới lúc này sao? Đồng thời Kỷ Linh cũng phải cảm khái thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Chủ yếu hắn mượn lực lượng của bát đại chân hỏa, đối phương lại chỉ thao túng pháp bảo để chống cự, tiêu hao pháp lực so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều, thực lực có thể so sánh được với đạo tổ, khiến cho vị chân tiên đệ nhất đẳng này có thể đơn giản chống chọi được những 15 năm. Bởi vậy có thể thấy chênh lệch giữa hắn và đạo tổ lớn tới đâu. Nếu không phải đang ở bên trong thế giới long ngục, như vậy hắn cũng không có khả năng khiến cho tồn tại như vậy phải cúi đầu. Xoẹt xoẹt, thu pháp bảo dạng cái bát vào. Ở trong ánh mắt của Đông Quần Chân Tiên có một tia xấu hổ và giận dữ. Hắn nhìn Kỷ Ninh rồi nói: ta nhận thua, ta đồng ý, thần phục. Phẫn nộ, sỉ nhục, các loại cảm xúc xông lên đầu, hắn cúi đầu thần phục trước mặt Kỷ Linh, giống như để cho Kỷ Linh thần phục một gã cường giả thiên tiên vậy. Với tư cách là cường giả, hắn có ngạo khí như thế nào cơ chứ? May mà hắn đã bị giam mấy hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc. Nếu như là trước lúc bị giam giữ, chỉ sợ cho dù hắn có chết đi cũng không có khả năng cúi đầu. Cho dù là hiện tại thì Kỷ Linh cũng phải tốn những 15 năm, rốt cục cũng khiến cho hắn biết hắn đã đi đến đường cùng. Vì vậy lúc này Đông Quần Chân Tiên mới tỏ vẻ thần phục. Ngươi không cần phải kháng cự, Kỷ Linh mở miệng nói. Hiện tại ta cũng không có cách nào để cho ngươi có thể thoát khỏi xích sắt này được, cho nên ngươi vẫn phải sinh hoạt ở nơi này như trước thôi. Đông Quần Chân Tiên hiểu rõ đối phương đang an ủi mình, giảm xuống ý niệm chống cự ở trong đầu của mình. Hắn lạnh nhạt nói: ngươi muốn ta làm cái gì? Muốn pháp bảo sao? Hay là muốn hỏi ta cái gì? Ngươi muốn pháp bảo gì ta cũng có thể cho ngươi. Dù sao ta bị giam giữ, có giữ lại cũng là vô dụng. Ta cần ngươi không chống cự một chút nào, buông hồn phách của ngươi ra để cho ta xem xét trí nhớ của ngươi, Kỷ Linh nói. Ngươi... Sắc mặt của Đông Quần Chân Tiên đại biến, hắn liền nói: khán thủ giá, ngươi đừng quá phận. Chỉ là sư hồn mà thôi, Kỷ Linh nói. Đông Quần Chân Tiên cắn răng nhìn chằm chằm vào phía Kỷ Linh nói: không có khả năng, ta có thể đem toàn bộ pháp bảo của ta đưa cho ngươi,
Thế nhưng siêu hồn ư? Không có khả năng. Hoàn toàn mở rộng trí nhớ của mình cho đối phương xem xét, như vậy tất cả mọi chuyện của mình đối phương sẽ biết rõ. Nếu như đối phương là hỗn độn tiên nhân, thế giới thần, hắn không có cách nào phản kháng thì cũng thôi đi. Thế nhưng đối phương so với hắn lại yếu đuối hơn rất nhiều. Ở trước mặt kẻ yếu, không ngờ hắn lại buông lỏng trí nhớ của mình để cho đối phương nhìn thấy rõ tất cả. Người mạnh như Đông Quần Chân Tiên quả thật không có cách nào tiếp nhận được chuyện này. Ta đối với ngươi mà nói chỉ là một người ngoài mà thôi. Kỳ Linh lên tiếng. Một ít trí nhớ bí mật của ngươi đối với ta cũng là vô dụng. Đông Quần Chân Tiên nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua từng cảnh tượng. Sư đệ, ra ra, Đổ Nhi. Hắn không quên được những người kia, những người quan trọng nhất ở trong tính mạng của hắn. Có lẽ kiểu phương hỗn độn quốc đã thực sự tan vỡ rồi. Thế nhưng một phương thế lực tan vỡ đối với hắn không quan trọng. Quan trọng nhất là những người quan trọng nhất với hắn còn sống hay không. Hắn muốn nhanh nhanh đến xem, muốn đi tìm bọn họ. Được rồi. Đông Quần Chân Tiên mở mắt ra, cười lạnh nhìn về phía Kỳ Linh. Được rồi, ta đồng ý. Chỉ sợ ngươi không dám đi vào mà siêu hồn thôi. Kỳ Linh cười cười, lúc này mới vươn cánh tay ra ngoài. Xoạt. Cánh tay nhanh chóng tăng vọt, dài chừng mấy trăm trượng. Sau đó bàn tay đã rơi vào trên đỉnh đầu của Đông Quần Chân Tiên. Người nhát gan. Đông Quần Chân Tiên cười lạnh. Đã tu luyện Đào Ngô Thập Bát Thần Ma, không ngờ vẫn còn nhát gan như vậy. Ngươi là tổ nhân, nếu như bị ngươi cắn trả, diệt một phân thân của ta, cái đó mới gọi là không đáng nha. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài trận pháp cấm chế, cánh tay dài mấy trăm dặm kia cũng đã tới trước mặt Đông Quần Chân Tiên. Cho dù đối phương có phản công thì Kỳ Linh cũng sẽ lập tức chủ động chặt đứt một cánh tay. Cánh tay đứt rời thì cũng chỉ tổn thất một chút thần lực mà thôi, còn thần lực thì có thể khiến cho cánh tay mọc trở lại được. Đến đây đi. Đông Quần Chân Tiên nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Bàn tay của Kỳ Linh đặt trên đỉnh đầu của Đông Quần Chân Tiên, về sau đã bắt đầu xâm nhập. Đông Quần Chân Tiên không có chút phản kháng nào. Lập tức cảnh tượng rộng lớn, mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Cảnh tượng một tu luyện giả quật cường hiện lên trước mặt Kỳ Linh. Với tư cách một gã chân tiên mạnh nhất, kinh nghiệm của hắn so với những thiên thần, thiên tiên kia còn đặc sắc hơn. Đồng thời địa vị của hắn cũng cao hơn rất nhiều. Mất trọn vẹn một ngày một đêm, lúc này Kỳ Linh mới thu tay về, nhắm mắt trầm tư. Xem ra quả thực không có hy vọng đạt được pháp môn tầng thứ nhất rồi. Kỳ Linh thầm than, mặc dù đã sớm có đoán trước, thế nhưng sau khi lật xem trí nhớ của Đông Quần Chân Tiên, Kỳ Linh đã xác nhận một việc. Muốn tu luyện pháp môn trở thành kim đan đệ nhất đẳng pháp môn, đầu tiên phải có hỗn độn tiên nhân ở bên cạnh phụ trợ thì mới có thể tu luyện. Mà pháp môn này ở trong kiểu phương hỗn độn quốc cũng chỉ có kiểu phương quốc chủ và hai vị tồn tại thế giới cảnh còn lại mới biết được. Ngay cả đám tổ thần tổ tiên cũng không có tư cách biết rõ. Pháp môn đặt thành loại kim đan thứ hai, người biết rõ lại không ít. Ngay cả chân thần chân tiên cũng có người biết rõ. Bất quá Đông Quần Chân Tiên này lại không biết. Đương nhiên pháp môn luyện thành kim đan này đều là thứ cần để phàm nhân tu luyện tới thiên tiên. Như Kỳ Linh đã sớm thành thuần dương chân tiên, những pháp môn này đối với bản thân hắn mà nói cũng là vô dụng. Sở dĩ Kỳ Linh tìm kiếm như vậy cũng là bởi vì nghĩ tới tương lai. Nếu như trận doanh bọn hắn thắng trong trận hào kiếp tương lai, có pháp môn lợi hại bậc này thì cũng có thể chuyển cho đám người Minh Nguyệt để tu luyện. Muốn để thăng kim đan của một gã chân tiên, pháp môn như thế quả thật rất là thưa thớt mà. Kỳ Linh khẽ lắc đầu. Pháp môn để thăng kim đan, đây mới chính là thứ mà Kỳ Linh muốn lấy được nhất. Thế nhưng pháp môn bậc này nói chân quý thì cũng rất là chân quý, bởi vì thiên phú của một ít tiên nhân ở những nơi vắng vẻ cũng rất cao. Thế nhưng bởi vì bọn hắn đã thành thiên tiên, chân tiên, như vậy sau khi thế lực trong kiểu phương hỗn độn quốc thu nạp bọn họ, sẽ nghĩ biện pháp để thăng kim đan của bọn hắn lên tới loại thứ hai mà thôi. Những chân thần chân tiên bị giam giữ ở trong thế giới long ngục này cơ hồ đều có thực lực cao cấp nhất, địa vị bọn hắn cũng rất cao, vẫn có khả năng có được loại pháp môn bậc này. Trong đám tổ thần tổ tiên, người biết rõ cũng tương đối nhiều một chút. Đáng tiếc Kỳ Linh lại không làm được gì tổ thần tổ tiên. Từ từ sẽ đến, ở trên người một gã chân tiên không tìm thấy, như vậy ta sẽ tìm trên người chân thần chân tiên thứ hai. 10 người, 100 người, ta không ngừng tìm kiếm, như vậy nhất định sẽ có thể tìm được. Kỳ Linh lập tức nhìn về phía Đông Quần Chân Tiên. Có tìm được thứ ngươi muốn không? Đông Quần Chân Tiên nhìn Kỳ Linh hỏi. Đem thiểm tiên tinh của ngươi giao cho ta.
Kỳ Linh nói, Đông Quần Chân Tiên cắn răng, người cũng đã siêu hồn rồi, lại còn muốn tiên thiên linh bảo của ta hay sao? Giao cho ta. Kỳ Linh lại nói, ở trên đầu Đông Quần lập tức xuất hiện một lượng lớn ngôi sao hình bát giác, khoảng chừng 99 quả. Những ngôi sao hình bát giác này, mỗi một quả đều giống như ẩn chứa một biển tinh không vô cùng vô tận ở bên trong. Đây cũng là một bộ tiên thiên linh bảo quan trọng nhất trên người Đông Quần Chân Tiên. Cho ngươi. Đông Quần Chân Tiên thu hồi ấn ký bên trên tiên thiên linh bảo, sau đó lại ném tiên thiên linh bảo này cho Kỳ Linh. Bàn tay của Kỳ Linh bành trướng, hóa thành trăm trượng, trực tiếp bắt lấy bảo vật. Đây là một ít tiên đan và một khối tín phù. Những tiên đan này đủ để cho ngươi có thể tiếp tục chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu như có việc gì gấp thì có thể bóp nát tín phù để tìm ta. Kỳ Linh phất tay, lập tức ném ra các vật phẩm khác nhau. Đông Quần Chân Tiên lập tức tiếp nhận. Hiện tại linh đan của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, rất cần những tiên đan này. Đông Quần Chân Tiên nhìn về phía Kỳ Linh lại hừ lạnh một tiếng. Kỳ Linh biết rõ đối phương bị mình siêu hồn, lại phải giao ra bảo vật mạnh nhất của hắn, cho nên trong lòng có chút nghẹn, biệt khuất. Kỳ Linh cũng không so đo với đối phương. Lúc này hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng mà rời đi. Từ trí nhớ của Đông Quần Chân Tiên xem ra đẳng cấp của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc vẫn rất là xâm nghiêm. Kỳ Linh phi hành ở bên trong mây mù. Đám chân thần chân tiên đều dùng tiên thiên linh bảo. Loại chân tiên đệ nhất đẳng như Đông Quần Chân Tiên thì mới có thể sử dụng 99 ngôi sao hình bát giác tạo thành một bộ tiên thiên linh bảo được. Hơn nữa Cửu Phương Hỗn Độn Quốc kia thậm chí còn có thủ đoạn tu luyện pháp bảo cao siêu hơn nữa. Kỳ Linh có chút cảm khái. Uy năng của tiên thiên linh bảo có thể tăng lên, kỳ thực phương pháp tăng lên rất là đơn giản, chính là kèm theo cấm chế ở bên trên tiên thiên linh bảo. Như bên trên chư thiên tinh kim châu của hắn lại kèm theo cấm chế hỗn độn cửu trọng, như vậy kỳ thực chính là phương pháp tăng cường uy năng của tiên thiên linh bảo. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là có thể luyện hóa được những cấm chế này, như chu tiên kiếm đồ mà Tam Thanh đạo nhân luyện chế ra vậy, bên trong ẩn chứa 7 trọng cấm chế. Cấm chế càng huyền diệu thì uy năng cũng lại càng lớn. Bộ tiên thiên linh bảo Thiểm Thiên Tinh này ở bên trên cũng có ẩn chứa cấm chế, uy năng không phải tầm thường. Bất quá bộ tiên thiên linh bảo này cũng không quá thích hợp với ta. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Bất quá hiện nay hạo kiếp đã hàng lâm, trên người ta có thêm một ít bảo vật, như vậy thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tiên thiên linh bảo của những chân thần chân tiên này đương nhiên ta phải lấy đi toàn bộ rồi. Lúc này ở bên trong tam giới, mặc dù là đại năng giả, cũng có một bộ phận chỉ có hỗn độn kỳ bảo mà thôi, mà hơn phân nửa lại là hỗn độn kỳ bảo không phải dùng để chiến đấu. Cho nên tuyệt đại đa số đám người đại năng giả đều dùng tiên thiên linh bảo để chém giết. Thứ như chư thiên tinh kim châu gần như là dân gà, chỉ là tâm lực của Kỳ Linh cường đại cho nên rất thích hợp với loại bảo vật này. Thứ như chư thiên tinh kim châu gần như là gân gà, chỉ là tâm lực của Kỳ Linh cường đại cho nên rất thích hợp với loại bảo vật này. Đối với những đại năng giả khác mà nói, có lẽ tiên thiên linh bảo như Thiểm Thiên Tinh sẽ chân quý hơn, đặc biệt là cấm chế ẩn chứa ở bên trong sẽ khiến cho một ít đại năng giả rất là ưa thích. Thứ này có thể đi đổi bảo vật bên hoàng tộc của nhân tộc rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, đợi trên tay của ta có thêm bảo vật nữa, như vậy ta cũng có thể đi đổi được một ít rồi. Trước khi hạo kiếp hàng lâm, nhân tộc, hoàng tộc, đạo môn, Phật môn đều có nơi chứa bảo tàng. Chỉ cần cầm bảo vật qua đó là có thể đổi được những bảo vật khác. Có một ít thứ đối với mình vô dụng, thế nhưng đối với người khác lại hữu dụng. Đương nhiên nhất định giá trị phải tương đương với nhau. Mà bây giờ hạo kiếp đã hàng lâm, trận doanh của nữ hoa ở trong hang ổ của nhân tộc, hoàng tộc cơ hồ đã đem rất nhiều bảo vật mà trận doanh nữ hoa tạm thời không cần tụ tập lại. Hỗn độn kỳ vật, các loại chân tài, tiên đan đều đặt ở chỗ đó, sau đó tiến hành trao đổi với cường giả từ trận doanh của đối phương, có thể làm cho thực lực của đối phương càng mạnh hơn nữa. Lần trước ta chỉ đối phó với một gã chân tiên, lần này thử xem đối phó với một gã chân thần sẽ như thế nào. Kỳ Linh nghĩ vậy, lập tức đáp xuống bên trên một ngọn núi lớn. Trên núi đang có một gã nam tử tóc xanh, gầy tới mức da bọc xương đang khoanh chân ngồi. Lúc Kỳ Linh đến, nam tử này cũng mở mắt ra. Không hổ là chân thần. Kỳ Linh cảm thấy hít thở không thông. Chân thần ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc so với chân thần ở trong tam giới cũng là tương đương. Là khán thủ giả ư?
Ánh mắt của nam tử tóc xanh này như mắt ưng, hắn nhìn thật kỹ Kỳ Linh rồi nói: "Cửu Phương Hỗn Độn Quốc làm sao vậy? Sao lại để cho một người như ngươi tới đây cơ chứ?" "Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị diệt rồi." Kỳ Linh đứng ở trên núi trực tiếp mở miệng nói: "Mà hiện tại ta đã khống chế toàn bộ thế giới lao ngục này. Ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan cố chống lại, lựa chọn còn lại là thần phục với ta. Vừa rồi Đông Quần Chân Tiên đã thần phục với ta, Tiên Thiên Linh Bảo Thiểm Thiên Tinh của hắn cũng đã đến tay của ta rồi." Trong tay Kỳ Linh xuất hiện 99 quả ngôi sao bát giác màu xanh đang lơ lửng. Hai mắt nam tử tóc xanh này nheo lại rồi nói: "Phế vật Đông Quần này, không ngờ lại thần phục ngươi. Còn ngươi thì sao?" Kỳ Linh lạnh nhạt nhìn hắn một lát. Nam tử tóc xanh chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, không thèm nhúc nhích, cũng mặc kệ Kỳ Linh đang đứng ở đó. "Đã như vậy, ta chỉ có thể động thủ mà thôi." Kỳ Linh lắc đầu, tiện tay vẽ ra một cái, một đạo kiếm quang lập tức xẹt qua trời cao, để lại một đạo tàn ảnh thật lâu không tiêu tan ở trên không trung. Một kiếm này nhìn như bình thường, thế nhưng Kỳ Linh cũng đã dắt vào tâm lực tầng thứ tư của mình. Kiếm quang lập tức xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, trực tiếp đâm vào trên người nam tử tóc xanh. Phanh! Giống như đâm vào bên trên một kiện pháp bảo, phát ra tiếng va đập, người của nam tử tóc xanh này cũng không nhúc nhích. Hắn liếc mắt nhìn Kỳ Linh, cười lạnh nói: "Chỉ bằng một chút thủ đoạn ấy, cho dù ta ngồi ở đây, người cũng không thể làm tổn thương được ta tới một chút nào. Người nên nhanh chóng cút ra xa một chút thì hơn." "Vậy ư?" Kỳ Linh lắc đầu cười nói: "Uy lực một kiếm này của ta tuy rằng không lớn, thế nhưng nếu như ngươi không chống cự một chút nào thì đã sớm bị đánh bay rồi. Mà lúc này ngươi lại yên ổn ngồi ở đó không nhúc nhích, ngươi cũng đừng nói với ta ngay cả một chút thần lực ngươi cũng không tiêu hao đấy nha." Một kiếm của mình có uy năng như thế nào đây? Ngay cả một tiểu thế giới chỉ sợ cũng có thể bị mình bổ cho nát bấy. Cho dù thân thể của đối phương có tựa như pháp bảo, khó có thể làm tổn thương cũng vậy mà thôi. Nếu như dùng uy năng như vậy để bổ vào trên pháp bảo, có lẽ pháp bảo sẽ bị đánh bay mới đúng. Chân thần chi thân ta ngồi ở đây, người cũng không thể gây ra được một chút tổn thương nào với ta được đâu." Nam tử tóc xanh lạnh nhạt nói: "Nếu không phải ta quan tâm tới thể diện để mặc cho ngươi đánh bay ta, như vậy thần lực của ta cũng sẽ không tiêu hao." "Ồ, tiêu hao không cần thiết sao? Thật là lực cười. Cao thủ cho dù lợi hại tới đâu, chỉ cần là còn sống thì sẽ phải tiêu hao thần lực pháp lực." Kỳ Linh cười lạnh nói: "Luyện khí lưu cần phải tiêu hao pháp lực, người cũng cần phải tiêu hao thần lực pháp lực. Vì sao ngươi lại gầy thành như vậy chứ? Không phải là cố gắng tiết kiệm thần lực hay sao? Mặc dù ta không đối phó với ngươi, qua mấy hỗn độn kỷ nguyên nữa hoặc là càng lâu hơn, khi đó pháp lực thần lực của ngươi cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Khi đó ngươi cũng sẽ phải chết, không thể nghi ngờ." Sắc mặt của nam tử tóc xanh lập tức có chút khó coi. Chỉ cần là tính mạng, muốn còn sống thì sẽ phải tiêu hao năng lượng. Các thần tiên trường sinh bất lão là bởi vì có thể thu nạp được nguyên khí thiên địa. Bây giờ đang ở trong hỗn độn, không thu nạp được nguyên khí thiên địa, bản thân lại không có bản lĩnh thu nạp hỗn độn chi lực. Như vậy cho dù có tiên đan linh đan, thời gian lâu dài thì cũng sẽ dùng hết thôi, khi đó cũng sẽ phải chết đi. Miễn là còn sống thì phải tiêu hao thần lực, pháp lực. Ta công kích ngươi sẽ tăng nhanh tiêu hao của ngươi lên, để ta xem ngươi có thể chống đỡ được tới khi nào." Kỳ Linh xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một bó hoa sen tám cánh nhanh chóng bay lên bên trên ngọn núi, sau đó bành trướng ra chừng ngàn trượng, về sau lại úp ngược xuống phía dưới. Cánh hoa nở rộ, hỏa diễm ngập trời, tựa như một mảnh thần long dài hẹp bay xuống phía dưới, hoàn toàn bao phủ lấy tên nam tử tóc xanh kia. Bát đại chân hỏa hừng hực mà thiêu đốt, nam tử tóc xanh ở trong đó thế nhưng lại có thể đơn giản mà chặn được. "Đừng uổng phí tâm tư nữa." Nam tử tóc xanh gầm nhẹ một tiếng. "Những hỏa diễm này không thể nào gây ra tổn thương cho ta được đâu." "Không vội, không vội, ta có rất nhiều thời gian mà." Kỳ Linh lại lãnh đạm nói tiếp: "Dưới bất hỏa càn khôn giới, thần lực của ngươi sẽ tiêu hao rất nhanh thôi." Sắc mặt của nam tử tóc xanh lập tức có chút khó coi. Thần thể của hắn có thể so sánh được với thuần dương pháp bảo, nếu chỉ tính trình độ chắc chắn đơn thuần thì có thể tương đương với Kỳ Linh có bắt kiểu huyền công đại thành. Tuy nơi hắn có pháp môn thần thông luyện thể lợi hại hơn, thế nhưng cái giá tu luyện lại quá lớn, cho nên hắn cũng chưa từng tu luyện thành công.
Cho nên tuy rằng thần thể có thể so sánh được với pháp bảo, thế nhưng cho dù pháp bảo không có ngoại lực xâm nhập, nếu như thời gian dài dằng dặc vượt qua mấy hỗn độn kỷ nguyên thì cũng sẽ phải tổn hại. Cho nên trên người rất nhiều tổ thần, tổ tiên đều rách tung tóe. Kỳ thực bọn hắn chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực là có thể giữ gìn được pháp bảo. Thế nhưng bọn hắn lại không muốn. Không có gì là có thể vĩnh hằng bất diệt được. Ngay cả hỗn độn thế giới cũng sẽ có lúc suy sụp mà tan vỡ. Lúc bình thường kỳ linh chém giết, thân thể để mặc cho đối phương công kích, đúng là không tiêu hao pháp lực, thần lực. Thế nhưng trên thực tế, mặc kệ là làm gì thì đều sẽ có tiêu hao. Ngay cả nói chuyện cũng có tiêu hao, chỉ là tiêu hao vô cùng ít mà thôi. Tới tầng thứ như đám người kỳ linh, một hô hấp sẽ thu nạp vô số nguyên khí thiên địa. Những tiêu hao kia đối với kỳ linh mà nói hoàn toàn có thể không để ý đến. Đáng chết mà. Sắc mặt của nam tử tóc xanh vô cùng khó coi. Thân bị giam giữ ở nơi này, tiêu hao thần lực rất là chậm chạp, như vậy cũng có thể duy trì tính mạng. Thế nhưng bây giờ bắt hỏa càn khôn giới đang thiêu đốt, ngay cả thiên thần cũng có thể bị chôn sống chết cháy. Tuy rằng chân thần sẽ không chết, thế nhưng thần lực lại tiêu hao rất nhanh, số lượng tiêu hao cũng sẽ tăng vọt. Nếu như còn ở bên ngoài, một cái hô hấp là bọn hắn có thể thu nạp số lượng siêu việt gấp 10 lần, gấp 100 lần tiêu hao. Đáng tiếc ở nơi này không có nguyên khí thiên địa để bổ sung. Thần phục ta, tương lai ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài mà hít thở. Kỷ Linh lạnh nhạt nói. Nếu như ngoan cố chống lại, chỉ có một con đường chết mà thôi. Đáng chết, pháp bảo này ẩn chứa hỏa diễm. Trong lòng nam tử tóc xanh vừa tức vừa vội lại thầm nghĩ. Khán thủ già này hoàn toàn dựa vào tắm lại hỏa diễm để công kích ta. Bản thân hắn tiêu hao rất là ít, mà hắn lại có thể thường xuyên đạt được bổ sung từ bên ngoài, có thể một mực rằng co nữa với ta. Bảo vật hỏa diễm bậc này rốt cuộc là ai luyện chế ra? Không ngờ uy lực của tám loại hỏa diễm kết hợp lại với nhau lại sinh ra uy lực lớn như thế vậy. Kỷ Linh thấy nam tử tóc xanh không lên tiếng, hắn cũng lười nói nhiều. Khi nhìn thấy quan tài chính thức thì mới có thể rơi lệ được. Nhanh chóng thần phục ta đi. Một bản tôn phân thân ở trong thế giới lao ngục khác thì lại đang đứng ở giữa không trung. Trên không trung, xung quanh có những cái bình ngọc, hồ lô, vòng tay, sáu loại pháp bảo đang lơ lửng ở xung quanh. Sáu đại pháp bảo này đồng thời phóng ra các loại chân hỏa, thần phong, chân thủy. Trong lúc nhất thời, thủy hỏa ngập trời, hắc phong tàn sát bừa bãi, điên cuồng vây công nữ tử chân tiên đang trốn ở dưới pháp bảo che chở kia. Đồng quần chân tiên đã thần phục, nếu như còn tiếp tục dông dài thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Kỷ Linh nói một câu. Nữ tử chân tiên kia chỉ lạnh lùng nhìn qua Kỷ Linh mà không nói gì. Kỷ Linh thì thầm than một tiếng. Hai cái phân thân của hắn, một khống chế bắt hỏa càn khôn giới, cái khác thì khống chế một ít pháp bảo của hắn. Hiển nhiên luận uy lực vẫn không có cách nào so sánh được với bắt hỏa càn khôn giới. Quả thực bắt hỏa càn khôn giới là thứ thích hợp nhất để so tiêu hao với bọn hắn. Dù sao thứ nó sử dụng chính là chân hỏa chi lực, đối với việc tiêu hao pháp lực rất là ít. Càn quét ở trong thế giới lao ngục đã được định trước rất là chậm chạp rồi, cho nên hắn cũng không mong gì hơn. Chân thần chân tiên đặt ở bên trong tam giới đều là cấp độ chân thần đạo tổ, đối phó với mỗi một người đều tiêu hao rất nhiều tinh lực. Đối phó với những tù phạm kia, Kỷ Linh cũng không tốn quá nhiều tâm tư, cho nên rất nhiều phân thân của hắn đều đang tìm kiếm, tìm hiểu kiếm pháp, cân nhắc kiếm pháp. Kỷ Linh hành tẩu trong tam giới đã luyện kiếm được năm thứ 32. Tiền bối, hãy cẩn thận. Một nguyên thần thần ma cầm hai cây đại chùy ở trong tay, chạy nhanh ở trong núi rừng, lao thẳng về phía Kỷ Linh ở trước mặt. Cây cối chung quanh bị ảnh hưởng, trực tiếp đổ ập xuống, thậm chí còn một ít trực tiếp hóa thành bột mịn. Thiếu niên mặc áo bào màu trắng Kỷ Linh thì cầm hai thanh kiếm ở trong tay, thi triển ra tốc độ và lực lượng của tử phủ thần ma. Kiếm quang giống như lỗ đen lôi kéo đại chùy dẫn ra, sau đó lại lóe lên một cái, kiếm quang lập tức đâm thẳng về phía thần ma kia. Keng! Đại chùy chặn lại. Nguy hiểm thật. Tên thần ma này sợ tới mức hết hồn. Rõ ràng lực lượng của tiền bối này không được lớn, lực lượng trên cánh tay của hắn rõ ràng rất yếu. Thế nhưng vì sao một kiếm mới rồi lại nhanh và quỷ dị như vậy chứ? Thiếu chút nữa thôi ta đã không ngăn cản được kịp rồi. Mà Kỷ Linh lại cau mày, tiếp tục đối chiến cùng với tên thần ma này. Lúc này chuyển thành đâm, Kỷ Linh đâm đã vượt xa ảo diệu của kiếm đạo đại thành bình thường. Một đâm này chính là thu nạp một ít ảo diệu của ngũ bảo kiếm thuật. Đây chính là kiếm thuật siêu việt cực hạn thiên đạo.
cho dù là lực lượng cấp độ tử phủ, thế nhưng khi đâm ra một kiếm thì cũng có thể làm cho tên nguyên thần thần ma kia cảm thấy thất kinh. Phốc! Rốt cục một kiếm cực nhanh làm cho trong lòng người ta lạnh lẽo, trực tiếp xuyên qua mi tâm của tên thần ma kia. Tốc độ đáng sợ cũng mang đến lực xuyên thấu kinh người. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Kỷ Linh nở một nụ cười. Tiền bối! Nguyên thần thần ma hoàn toàn sợ ngây người, hắn lập tức nói: Vãn bối nguyện cam bái hạ phong, kiếm thuật của tiền bối quả thực là không thể tưởng tượng, ngay cả nghe vãn bối cũng chưa từng nghe nói qua. Tiếp tục đi. Kỷ Linh phân phó một tiếng. Phốc phốc phốc. Đáng thương cho tên thần ma này, lần lượt bị kiếm của Kỷ Linh đâm xuyên. Một kiếm này hẳn là bản đơn giản của năm đại kiếm thức, thế nhưng lại nhanh nhất và trực tiếp nhất, cũng là hình thức ban đầu của thức thứ hai. Kỷ Linh gật đầu nói: Một kiếm này là kiếm bên trong năm đại kiếm thức kia, như vậy ta gọi là tích huyết vậy. Tích huyết thức, đây là kiếm nhanh nhất, hung mãnh nhất, có đủ lực xuyên thấu nhất. Năm thứ 36, Kỷ Linh luyện kiếm ở trong một tiểu thế giới. Đi đi. Lúc này có một thiếu nữ áo tím đang đứng ở đằng xa, thao túng hai thanh phi kiếm, một tím một xanh. Hai thanh phi kiếm hóa thành lưu quang đâm về phía Kỷ Linh. Phanh! Kỷ Linh cầm song kiếm trong tay, hai thanh kiếm này, mỗi một thanh đều giống như ẩn chứa sức nặng kinh người vậy. Chỉ riêng lúc vung kiếm thì Kỷ Linh cũng đã có một loại cảm giác nặng nề. Khi kiếm của hắn va chạm với phi kiếm từ phía xa kia đánh úp lại thì cũng phát ra từng đạo âm thanh trầm thấp và hùng hồn. Rất đơn giản, đã nện bay phi kiếm của người thiếu nữ kia trở lại. Làm sao có thể? Rõ ràng lực lượng của vị tiền bối này không tính là quá lớn, chỉ giữ ở cấp độ tử phủ. Mà ta đã là nguyên thần đạo nhân rồi, vì sao phi kiếm của ta hắn lại có thể dễ dàng cứng đối cứng, lại còn đánh bay trở lại cơ chứ? Thiếu nữ áo tím này cảm thấy như phát mộng. Một kiếm này cũng đã có hình thức ban đầu rồi. Kỷ Linh khẽ nở nụ cười. Một kiếm này sẽ là thiên băng ở trong năm đại kiếm thức vậy. Thiên băng thức, sức nặng của bản thân pháp bảo có thể thay đổi. Cho dù là pháp bảo nhân giai, địa giai bình thường thì cũng có thể dựa vào một ít cấm chế để đề cao sức nặng đạt tới vạn cân. Thế nhưng có thể trở nên nhẹ tựa lông vũ. Về phần tiên thiên linh bảo như chư thiên tinh kim châu, có thể nặng như ngôi sao nhỏ, lại cũng có thể nhẹ tới mức trôi nổi trên không trung. Bất quá, cho dù là Kỷ Linh muốn để cho tất cả 360 khỏa chư thiên tinh kim châu đều nặng như ngôi sao, như vậy hắn cũng không có cách nào thao túng được, cho nên để ở mức độ cân nặng thích hợp với mình là tốt nhất. Thiên băng thức này chính là khiến cho kiếm trở nên nặng nề, sau đó lại dùng sức nặng để công kích. Nếu như kiếm nặng tới mức không hợp thói thường, như vậy sẽ khiến cho tốc độ xuất kiếm quá chậm. Thế nhưng nếu kiếm quá nhẹ, tốc độ của kiếm cũng không nhanh nổi. Nếu muốn tốc độ của kiếm đạt tới mức nhanh nhất, căn bản vào thực lực của tu luyện giả thì sẽ có một mức độ sức nặng nhất định. Thiên băng thức thiên về tốc độ nhanh, lực lượng cũng càng cuồng mãnh, tựa như một kiếm khai thiên tích địa vậy. Năm thứ 43, Kỷ Linh luyện kiếm. Xoẹt xoẹt. Vô số thần châm rậm rạp chằng chịt, trọn vẹn hơn vạn cái đang bao phủ lấy Kỷ Linh. Trong tay của Kỷ Linh chỉ còn có song kiếm. Hai đạo kiếm quang sáng lên, lập tức có hai vòng xoáy hoàn toàn trái ngược xuất hiện ở bên trong không trung. Hơn vạn thần châm kia đánh úp ngược lại, thế nhưng tất cả đều bị hai đạo vòng xoáy đang xoáy tròn trái ngược nhau che chắn lại ở trước mặt hắn. Một thức này gọi là âm dương đi. Kỷ Linh lại gật đầu. Âm dương thức, đây là kiếm chiêu lúc đối mặt với công kích ngập trời có thể tiến hành phòng thủ. Năm thứ 51, Kỷ Linh luyện kiếm. Vị tiền bối này rốt cuộc muốn làm gì đây? Lực lượng và tốc độ đều rất là yếu, chỉ giữ vững ở cấp độ tử phủ, thế nhưng lại muốn đồng thời đối phó với 13 huynh đệ chúng ta hay sao? Thực sự là rất kỳ quái. Bất quá cũng thật là lợi hại, chúng ta hoặc là cận chiến, hoặc là dùng pháp bảo để đánh xa, thế nhưng vẫn không làm thương tổn được tới hắn ta. 13 nguyên thần yêu quái liên thủ với nhau, mà bọn hắn lại là thần ma luyện thể. Kỷ Linh chỉ cầm song kiếm trong tay mà thôi, hoặc là dùng một kiếm hóa lỗ đen, hoặc là tạo thành vòng xoáy màn nước bao phủ, hoàn toàn có thể ngăn cản được tất cả công kích, đồng thời lại cận chiến cùng với 13 gã yêu quái thần ma luyện thể mà không rơi xuống hạ phong. Trận chiến này đã giằng co được một ngày hai đêm rồi. Còn kém một chút nữa. Không đúng, một chút nữa thôi. Kỷ Linh đã mơ hồ đụng chạm đến mấu chốt, cho nên hắn mới một mực không ngừng như vậy.
Bỗng nhiên có ba đạo kiếm quang quỷ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Ba gã yêu quái đang cận chiến đều bị đứt đầu, đầu bay lên trên không trung. Tuy nhiên rất nhanh đầu lâu đã bay trở về. Chỉ là chuyện này lại khiến cho 13 người yêu quái hoàn toàn phát hoảng. Dưới sự vây công của bọn hắn, không ngờ lại vẫn có thể chém rụng đầu của 5 tên yêu quái nguyên thần thần ma luyện thể ư. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã có chút bộ dáng rồi. Kỷ Linh nở nụ cười nói thầm, một kiếm này gọi là vô ảnh đi. Vô ảnh thức, đây là một kiếm quỷ dị nhất mà lại cực nhanh, tốc độ của nó gần với tích huyết thức, hoàn toàn vượt qua ba thức khác. Nói một cách tương đối, tích huyết thức càng thêm quang minh chính đại, vô ảnh thức thì lại càng thêm quỷ dị. Một chiếc thuyền gỗ phiêu đãng ở trên dòng sông, Kỷ Linh ngồi ở trên thuyền trầm tư, lão bộc đầu hói Cửu Nha Thiên Thần thì ở bên cạnh lặng lẽ mà quan sát. Luyện kiếm 51 năm, dùng ngũ bảo kiếm thuật làm căn bản, lại dùng lý giải kiếm đạo của ta tạo thành năm thức, rốt cục cũng đã có hình thức ban đầu rồi. Trong lòng Kỷ Linh có chút vui sướng, mãi cho tới ngày hôm nay, đối với thế giới kiếm đạo vô tận rộng lớn, hắn mới có chính thức sự phân loại chính lực. Tất cả kiếm thuật, tất cả đều có thể chia ra làm năm thức này. Ngũ bảo kiếm thuật cũng đã bị Kỷ Linh hủy đi, lại dung luyện vào trong đó, khiến cho năm đại kiếm thức của Kỷ Linh đã có bước tiến vô cùng nhanh. Năm đại kiếm thức của Minh Nguyệt kiếm thuật: Duy Tâm, Âm Dương, Tích Huyết, Thiên Băng và Vô Ảnh. Kỷ Linh có một loại cảm giác, bất luận một thức nào trong năm đại kiếm thức này đều có thể phát triển đến mức tận cùng, đều có thể viễn siêu bất luận một loại kiếm thuật nào ở trong tam giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là hắn phải không ngừng hoàn thiện hơn nữa. Hiện nay cũng mới chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Đồ Nhi. Trên đầu thuyền của thuyền gỗ bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy không gian, Bồ Đề lão tổ từ bên trong đó xuất hiện. Kỷ Linh liền đứng dậy thi lễ. Sư phụ, lão tổ. Cửu Nha Thiên Thần sợ tới mức cung kính hành lễ. Đã luyện thành rồi hay sao? Bồ Đề khoanh chân ngồi xuống ở phía đối diện Kỷ Linh nói, ngồi đi, mau ngồi đi. Kỷ Linh cũng khoanh chân ngồi xuống, gật đầu nói, thưa sư phụ, bất quá chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Kiếm pháp tên là gì? Bồ Đề hỏi. Dạ, thưa sư phụ, tên là Minh Nguyệt kiếm thuật. Kỷ Linh nói, Bồ Đề gật đầu. Kiếm pháp mà con sáng chế ra không tệ chút nào, đã có hình dạng có thể khai tông lập phái ở trong tam giới rồi. Tuy rằng rất non nớt, thế nhưng lại là tiền đồ vô lượng. Phương pháp sáng tạo kiếm pháp của con rất là thú vị, không ngờ lại áp chế thực lực của mình đi luận bàn cùng với một ít tử phú, vạn tướng và nguyên thần, thế nhưng lại có thể sáng chế ra một bộ kiếm pháp. Trước con cường giả trong tam giới, có lẽ sẽ có người luận bàn chỉ điểm với những tu tiên giả yếu đuối kia, thế nhưng người lần lượt luận bàn thông qua đó mà sáng chế ra kiếm pháp tuyệt thế, người như vậy quả thực còn chưa có. Đệ tử thực sự hổ thẹn. Kỷ Linh nói, ta đã cẩn thận suy nghĩ, đám tu tiên giả nhỏ yếu, kiếm của bọn họ sẽ càng chậm càng yếu hơn, còn áp chế mình càng yếu, luận bàn như vậy cũng có thể khiến cho con trong lúc tỉ thí có thể không ngừng suy tư kiếm pháp. Bồ Đề gật đầu nói, có thể so kiếm cùng với kẻ yếu, cuối cùng cũng không thành được châu ngọc. Đối thủ tương lai của con cũng không phải là người mà những kẻ yếu kia có thể so sánh được. Kỷ Linh nói, đệ tử đã hiểu rõ, so kiếm cùng với kẻ yếu chỉ là sáng tạo ra hình thức ban đầu của kiếm pháp mà thôi. So kiếm với cường giả, thực lực của song phương đều rất mạnh, rất khó có thể nhìn thấy ưu điểm, khuyết điểm của nhau. Từ bỏ các lực lượng như pháp lực, kiếm lực, tâm lực, Kỷ Linh mới tìm được phương pháp có thể vận dụng vào trong kiếm pháp của mình, tạo thành hình thức ban đầu của kiếm pháp. Về sau mới tỉ thí cùng với các cường giả, như vậy mới có thể hoàn thiện kiếm pháp của mình. Cũng là con có kiên nhẫn. Bồ Đề gật đầu nói, được rồi, con hiểu rõ đạo lý kia là tốt rồi. Lần này ta tới đây cũng là bởi vì Phục Khí Thị. Trong lòng Kỷ Linh lập tức vui vẻ. Phục Khí Thị ư? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 130 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.